Thì á, khi mà cái tâm mình không vọng động, không có mong cầu điều gì, không có thêm bớt điều gì, thì đó là tâm tinh tấn. Và khi mà mình không mong cầu gì đó, thì cái tâm nó trọn vẹn với hiện tại, đó là chánh niệm. Và khi tâm trọn vẹn với hiện tại, thì tâm sẽ rõ biết hiện tại đã, cái pháp đang là. Đó, đại khái là vậy. Cho nên là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là ba cái này nó liên kết với nhau một cách chặt chẽ, không thiếu một cái nào hết. Đó. Như vậy á, mà nhưng mà có điều thế này, cái này là cái mà phải trải qua một cái thực chứng mới hiểu được. Đó là khi mình cố niệm á, thì chưa phải là chánh niệm. Nhưng mà bây giờ mới tu thì phải cố niệm cho sao vậy? Cho bây giờ mới tu phải cố niệm chứ. Nhưng mà nó phải có một cái, nó phải trải qua một cái thực chứng. Mà bên thiền tông người ta gọi là ngộ. Tức là sao? Cái thực chứng là thế này. Lúc đầu mình có cố niệm thiệt, cố niệm. Nhưng mà đến một cái lúc á, cái niệm nó tròn vẹn và tâm gần như rộng lặng, trong sáng hoàn toàn, cho nó không có làm gì hết. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác này là nó vô vi vô ngã. Vô vi tức là không phải là mình tạo tác, mà vô ngã là không có mình hành trong đó. Không có cái ta hành trong đó. Mà lúc đó nó chỉ có một cái tâm tròn vẹn với cái thực tài đang là thôi. Đó. Thì khi đó là cái tâm nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì rất là lạ lùng á, là tâm không hoàn toàn không có khởi vọng, tức là nó đang tinh tấn và nó tròn vẹn chứ không thất niệm, tức là nó đang chánh niệm. Và vì vậy cho nên tâm sáng suốt rõ biết. Ba yếu tố này mà như vậy đó, thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đúng mức là khi mà mình không có hành gì cả, mà tức là không vô vi vô ngã hoàn toàn, mà hoàn toàn là tròn vẹn rõ biết. Thì lúc đó mới thực sự là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Còn lúc đầu á, thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác vẫn kèm theo với một cái hoặc là kiến thức, hoặc là ý chí của bạn ngã, hoặc là cái gì đó, cho nên nó vẫn trật trật đi. Chỉ khi nào mà nó buông hết mấy cái đó đi một cái á, thì tự nhiên nó mới thực chứng cái pháp đang là. Mà thực chứng đó là hoàn toàn không phải ta thực chứng. Nếu người nào mà nói rằng là tôi đã đạt được chánh niệm rồi, tôi đã đạt được cái gì đó rồi á, là sai rồi. Bởi vì cái đó không phải là của mình nữa, mà cái đó là cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác của cái tánh giác, cái phát xa ra chúng ta, nó tự chiếu từ chiếu với pháp đang vận hành. Mà lúc đó là nó sẽ rất là rõ ràng. Cái rõ ràng nó không phải là rõ ràng bên trong không, mà nó rõ ràng cả bên ngoài nữa. Nó trở nên hoàn toàn trong sáng. Đó. Bởi vì té ra mình không trong sáng là bởi vì cái tâm mình nó bị vẫn đục bởi cái nào là kiến thức, nào là tình cảm, nào là lý trí, nào là, mà nhất là tưởng tượng. À, cái tưởng á, cái tưởng của mình nó cứ xen vào cái là nó làm mất đi cái thực tánh pháp. Cho nên ba cái yếu tố này là ba cái yếu tố mà thực ra là khi mà nó đi đúng cái ba yếu tố đó là nó hoàn toàn vô vi vô ngã. Cho nên thầy mới kể câu chuyện mà có nhiều người nghe câu chuyện đó thì cũng thấy ra cũng thấy ra được. Đó là hồi trước á, thầy thực hành cực kỳ là tích cực miên mật ở trong cái chánh điện chùa Bụ Long, chùa Kỳ Viên á, đến nỗi mà tắt đèn hết ban đêm, mà nó phát ánh sáng. Nhưng mà thầy mới thấy rằng là cái tâm lúc đó chính là tầm tứ, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác. Do cái tâm tầm tứ của mình quá mạnh, cho nên nó phát ra cái ánh sáng. Phát ra ánh sáng, mình rất là ngạc nhiên là tại sao lại
cái chánh điện nó tối vậy mà bây giờ nó sáng lên, nhưng mà nhìn mấy cái đèn thì không có cái đèn nào sáng hết, nhưng mà cái chánh điện nó sáng lên, thì tự nhiên thầy lại thấy ra là không biết từ đâu mà thầy lại thấy ra là cái này không phải là hồi đó, và thầy vẫn còn nói đó là thiền quán, thầy vẫn phân biệt còn là thiền định, thiền quán. Nhưng sau này thì thầy không có phân biệt kiểu đó nữa. Thì á, thầy nói đây là thiền định chứ không phải thiền quán. À, nhưng mà bây giờ mình biết vậy thôi chứ mình cũng không biết làm sao. Thì có một hôm á, thầy cũng đang đi tích cực miên mật đó, thì tự nhiên đau bụng. Câu chuyện đó là thầy kể trong pháp thoại ai cũng biết. Tự nhiên đau bụng. Đau bụng á, là thầy là có cái tật đau bụng rất là dở, cho nên đau bụng là phải chạy. mà ở cái chùa Kỳ Viên mà cái chánh điện mà chạy lên trên cái chỗ cái toilet đó là nó hơi xa, cho nên phải chạy. Thì khi chạy nửa chừng á, thì tự nhiên lại nếu mà nói dùng từ theo như thiền tông là ngộ ra một điều. Ủa thì lạ sao, chính cái lúc này là nó rất là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là nếu mình nói là bây giờ mình cố gắng miên mật như cái lúc mà hồi mình mà tích cực miên mật á, thì tích cực miên mật đó nó trở thành thiền định mất rồi. Còn bên này cái tích cực miên mật này nó hoàn toàn khác, nó hoàn toàn không có một dụng công nào của mình cả, nhưng mà rõ biết hết đó. Là luôn vậy. Cho nên á, đó là một lần. Lần thứ hai á, là khi thầy bệnh rất nặng, bệnh cái cổ nó bị sưng lên làm mụ ở trong á, nuốt không được, nước miếng cứ chạy ra ngoài thôi, chỉ có 4 ngày nó mà khô như là bộ xương vậy. Cái thì ngồi như vậy mà nó chịu không nổi, nó rất là khó chịu. Mình trợ cách này nằm không được, ngồi cũng không yên, mà ở tư thế nào cũng không chịu được. Mà lúc đó là mình không uống nước được, vì nước miếng thì nó chạy ra ngoài, mà uống nước vô thì không được. Mà lúc đó thì mới giải phóng, cho nên không có cái chuyện serum cho đồ gì được hết á. Thì lúc đó ngồi mà ráng chịu thôi. Thì lúc đầu là cái tâm mình có đề kháng, tức là mình chống lại cái cơn đau đó, cứ muốn là cơn đau nó hết, cứ chống lại cơn đau đó, thành ở bên trong mình nó vẫn có một cái lực đề kháng, một cái tâm sân. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, mà tự nhiên sao nó buông xuống luôn. Buông xuống giống như mình đầu hàng, thầy gọi là bạn ngã đầu hàng. Bạn ngã lúc đó không chống đối gì được cả, đầu hàng. Thì cái lúc mà đầu hàng đó, quá sao là bây giờ lại cảm nhận một cái hoàn toàn khác. Cái cơn đau vẫn y nguyên, nhưng mà mình lại thấy hoàn toàn dễ chịu, tức là không có cái lực đề kháng, không có cái căng thẳng gì hết. Nó rất là thoải mái tự nhiên, cho nên mình mới thấy rằng là cơn đau này cũng không phải là khó chịu, không thấy cơn đau khó chịu nữa. Mà lúc đó nó sáng, nó rất là sáng suốt, rõ biết từng cái cơn đau nó giật sao là mình đều thấy rõ đó. Nhưng mà là luôn là cái tâm lúc đó nó lại hoàn toàn là tĩnh lặng. Cho nên ở trong cái mà sáng suốt định tĩnh đông lành, hay là cái rộng rang lặng lẽ trong sáng đó, thì lúc đó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là hoàn toàn không có cái ý chí hay cái gì lý trí gì đó của mình xen vào đó hết. Đó. Sau đó rất nhiều lần thầy lại cứ trải nghiệm cái đó rất là nhiều lần. Ví dụ như là khi ở lên đây rồi thầy đi dạy dưới ở dưới đó, cái chỗ mình đi viện dưới đó. Hồi đó thầy có lập cái ni viện cho mấy cô tu á, thì thầy tính là đào tạo một cái lớp mà ni, mà hồi xưa là cứ tu nữ thì cứ lớn tuổi rồi mới đi tu, còn bây giờ có nhiều người trẻ người ta muốn đi tu thì mình phải có một cái chỗ để cho điều kiện cho người ta tu, thì thầy mới lập cái ni viện cái đó. Thì cô ni trưởng Diệu Đáng là cũng ủng hộ, cô cũng muốn đào tạo lớp trẻ cho nên là cô ủng hộ. Thì thầy mới xây dựng cái giới đó. Xây dựng xong thì thầy mới chiêu sinh được mười mấy cả cô. Thì thầy mới mở lớp dạy.
Có một hôm thầy đang đi dạy thì nó mất, nó biến mất cái tục đế, nó biến mất cái tục đế. Tấm mình bỗng nhiên đang đi ra ngang giữa đường này thì tự nhiên là nó biến mất, và cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì lúc đó đó là thấy rõ bên trong bên ngoài, thấy rõ mùng một mà không hề cố ý thấy rõ gì hết. Thành ra thầy mới thấy rằng là nó phải trải qua một cái thực chứng như vậy á thì mới biết rõ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế nào. Còn không, lúc đầu mình loay hoay thì cũng vẫn là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của cái nỗ lực của bản ngã, hay là của ý chí, hay là của lý trí, của kiến thức gì đó xen vào, chứ chưa phải là cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự. Mà cái thực sự này nó đến không phải là do kết quả nỗ lực của mình. Bởi vì theo Đức Phật á, thì Ngài nói rằng là cái hướng tu tập chính là mình là xả ly ly tham đoàn diệt cái mà sinh hữu tác thành, để trở về cái không sinh hữu tác thành. Thì khi mình trải nghiệm qua những điều này á, mình mới thấy rõ là vượt qua cái sinh hữu tác thành mà trở về cái không sinh không hữu không tác không thành là thế nào. Thì rõ ràng là lúc đó không sinh không hữu không tác không thành, nhưng mà lại rất là rõ ràng minh bạch. Nhưng mà cái tâm đó lại là một tâm hết sức tự nhiên bình thường. Cho mình không phải nghĩ rằng là cái tâm đó là một tâm gì mà nó siêu việt hay là cái gì đó, không phải. Chính là tâm bình thường. Cho nên có nhiều vị thiền sư họ nói là bình thường tâm thì đạo là vậy. Té ra chính cái lúc mà cái tâm bình thường là đạo. Cũng giống như Đức Phật á, khi mới đi xuất gia là tu thiền định đến tận cùng, nhưng mà Ngài thấy là cũng được, bởi vì cũng hữu vi, hữu ngã. Rồi á, tu khổ hạnh cũng hữu vi, hữu ngã. Thì lúc đó Ngài thấy là thôi, ngưng nghĩ tu. Thì chính nghĩ tu là cái lúc mà tâm trở lại bình thường. Tâm trở lại bình thường không tu gì cả thì vẫn thấy rõ ràng, minh bạch, sáng suốt. Cái lúc đó mới nhớ lại là cái lúc mà còn trẻ mà ngồi trong lễ hạ điện á, thì với là một cái tâm hồn nhiên trong sáng, thì đúng là cái tâm hồn nhiên trong sáng, hay là rộng làng trong sáng, hay là sáng suốt định tịnh trong lành, là một cái tâm mà nó vốn đã có rất là hồn nhiên. Nhưng mà tại vì mình che lấp trói buộc nó đi cho nên mình không thấy ra được, cho nên gọi là vô minh. Rồi mình lại đi tìm một cái ảo tượng của mình, cho nên gọi là ái dục. Và cái vô minh ái dục đó mới đẩy mình vào cái sinh tử luân hồi. Đó. Mà sinh tử luân hồi đấy mình đừng có nghĩ là sẽ sinh ra kiếp sau, mà sinh tử luân hồi ngay trong đời sống của mình. Tức là một ngày mình sinh tử luân hồi không biết bao nhiêu lần, một năm mình sinh tử không biết bao nhiêu lần là sinh tử luân hồi. Thí dụ như mình ai nói gì cái đó mình nổi sân lên là sinh rồi đó. Qua cái chuyện đó là tử. Nhưng rồi tối nằm ngủ nhớ lại cái là cũng nổi sân lên lại là luân hồi. Đại khái là vậy thôi, nó rất là đơn giản. Tất cả đều là những cái tiến trình tâm mà từ nơi mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không trở về tròn vẹn, thầy nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đôi lúc thầy dùng từ là trở về tròn vẹn tỉnh thức. Trở về tức là tâm không có vọng động. Tròn vẹn tức là chánh niệm, tỉnh thức là tỉnh giác. Đó. Tức là nếu mà mình không biết mắc gì cả, mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái khoảnh khắc đang là đủ rồi. Có thể mình sống trong tập đế, trong tục đế. Tại sao cái mà thầy thấy trong những cái đó nó không phải cứ có mãi, mà lâu lâu nó lặp lại mà nó không phải có mãi, là tại sao? Là tại vì mình vẫn phải sống trong tục đế. Ai nói viên minh thì thầy mới dòm ra chứ. Chứ còn ai không kêu viên minh thôi thì thầy vẫn ngồi yên nhé, phải không? Như vậy là nó tục đế rồi. Tức là mình đang sống trong tục đế, cho nên mình vẫn phải hành sự theo kiểu tục đế. Nhưng mà khi mình có chứng nghiệm được cái thực tánh chân đế đó, thì lúc đó mình không hoàn toàn lệ thuộc vào cái tục đế nữa.
mình vẫn sống trong tục đế nhưng không lệ thuộc vào tục đế, không thì như vậy nó không có dính mắc vào những cái hình thức, những cái hình thức, những nghi lễ, những thế này thế kia, nó không còn dính mắc vào những cái đó nữa. Đó. Cho nên đó là cái mà bây giờ trong tục đế thì Đức Phật ngài trong trong giáo pháp Đức Phật ngài cũng dạy cả hai mặt, một mặt là ngài chỉ cho thấy ra chân thực tánh chân đế, nhưng một mặt cũng phải sống ổn định trong tục đế. Thì nhiều khi cái trình độ của mình chỉ ngang đến chỗ mà ổn định tục đế thôi, cho mình không thể nào mà nắm bắt được cái bởi vì mình không có một cái lúc nào mà mình trải nghiệm được cái mà chân đế đó. Do đó mình vẫn cứ là ngồi tính toán trong cái thiện ác đúng sai xấu tốt của tục đế thôi, mà không có đủ không có một cái lúc nào để mà nó trở về và làm một cái tình trạng là vô vi vô ngã để chứng nghiệm thực tánh chân đế. Đó, đại khái là vậy đó. Cho nên bây giờ cái mình chỉ cần nhớ rằng á, bây giờ mình đi đứng nằm ngồi hít thở hay là làm tất cả mọi việc thì tâm mình đừng có mong cầu một điều gì cả, đừng có mong cầu gì cả, đừng có nghĩ khi nào mà mình nghĩ rằng mình tu để thành cái gì đó là sai rồi đó. Tu để thấy ra sự thật thôi, bởi vì Đức Phật ngài tuyên bố là ngài thấy ra tứ thánh đế, cho nên là ngài là chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác. Thì cái bốn sự thật đó là nó sẵn có ở trong mỗi người hết, chỉ có cái là mình có trở về tròn vẹn tỉnh thức để thấy ra hay không. Thế thôi. Nếu mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức để có thể thấy ra trong từng khoảnh khắc cái gì là tập đế, khổ đế, cái gì là đạo đế, dược đế, thì là mình đang là đi đúng với chánh đạo. Đó. Còn nếu mà mình bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình phải cố làm cái này, cố làm cái kia để mà đạt được cái này, cái nọ, thì cái đó vẫn còn là trong tính toán của bản ngã. Thì như vậy cái chánh niệm đó không phải là mình cố mà niệm niệm cái gì, không cố nắm bắt cái gì cả, mà là cái tâm đủ bình tĩnh sáng suốt để phản ánh trung thực cái thực tại đang là. Đó. Mà trung thực nhất thì phải đòi hỏi sự trọn vẹn, cho nên tại sao mà nó không nói tinh tấn không, không nói tỉnh giác không, mà lại nói chánh niệm, bởi vì cái yếu tố trọn vẹn này cực kỳ quan trọng, trọn vẹn với cái thực tài đó, tức là không có thêm bớt, không thêm nữa. Nhưng khi mình nói là tích cực miên mật, tức là mình thêm nữa. Đó. Thí dụ như mình chưa sơ thiền thì mình muốn đạt được sơ thiền, tức là mình muốn thêm. Đạt được sơ thiền rồi mình muốn nhị thiền, tức là muốn thêm. Nhưng mà trong cái thực tánh chân đế đó, cái đó vẫn nằm trong tam giới, vẫn nằm trong tưởng. Còn trong thực tánh chân đế thì không còn tưởng nữa, mà là trực nhận với cái sự thật. Mà trực nhận đó chính là phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà càng cho nên mới nói này, có ba yếu tố mà nó sẽ thể hiện được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tốt nhất, đó là tự nhiên, giản dị, tự nhiên và không cố tâm, không chủ tâm ở đây tức là không cố, không có cái tư tác để mà đạt thành cái gì á, tức là không tạo tác á, không có chủ tâm tạo tác á, thì ở đây mình chỉ thấy thôi chứ không phải tạo tác. Đó. Thì khi đó nó mới đúng. Cho nên nhớ ba yếu tố là dạng gì là sao, dạng thiền tức là không thêm bớt á, mới là dạng gì, mình đang là thế nào thì nó là như vậy chứ không thêm bớt, đó là dạng gì nè. Và tự nhiên tức là đối tượng đó tự nhiên, chẳng phải đối tượng đó là đối tượng mình dựng ra, không phải là mình tạo ra đối tượng đó, mà đối tượng đó nó đến tự nhiên.
Và thứ ba đó là mình chánh niệm tỉnh giác, tức là mình trực nhận cái đối tượng đó một cách, người ta dùng cái từ là vô tâm. Vô tâm ở đây là có nghĩa là tâm tâm hoàn toàn không có bạn, không có cái ý đồ của bạn ngã. Chữ vô tâm thì phải hiểu theo nghĩa đó, chứ không phải vô tâm như hiểu theo nghĩa đời. Và vô tâm ở đây hay là tâm không, có nghĩa là tâm không có ý đồ của bạn ngã. Nhưng mà khi mình nói là mình cố ngồi để mà đạt được cái gì đó là có ý đồ của bạn ngã rồi. Pháp đã sẵn có rồi, bây giờ mình trọn vẹn để thấy ra pháp thôi. Pháp lúc nào cũng có hết đó, ở bất kỳ ở đâu và lúc nào cũng đều có pháp hết. Mà pháp thì nó luôn là vận hành hoàn hảo, chỉ có mình nhận thức và hành vi sai thôi. Do đó bây giờ mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình trọn vẹn để mà nhận ra cái thực tánh chân đế của pháp. Đó là cái mục đích tối hậu của cái thiền Vipassana, của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà đối tượng thì không phải là đối tượng gì xa, đối tượng mà lúc nào mình cũng có, đó là thân, thọ, tâm, pháp, là lúc nào cũng có nơi mình hết. Không cần phải đi kiếm, không cần phải dừng lên. Mà cái mà mình dừng lên thì nó khác với cái đang là. Phải không? Cái đang là nó khác, còn dừng lên khác. Ví dụ như mình đang đi tự nhiên vậy, thì mình không thêm bớt gì cả, mình vẫn đi tự nhiên thôi. Nhưng mà mình tròn vẹn rõ biết. Còn bây giờ mình cố đi như thế nào đó đều rõ biết, thì lúc đó mình tạo ra rồi. Và cái mà đã tạo ra rồi cố rõ biết, tức là cả hai cái đó đều là hữu vi hữu ngã, chứ không phải là vô vi vô ngã. Thì khi mà thầy nói như vậy á, thì nhiều người sẽ nói là thầy nói cao quá. Thầy nói cao quá. Nhưng mình phải biết được cái nguyên lý của nó để mình điều chỉnh cho đúng. Chứ nếu không á, nếu không biết nguyên lý đó thì mình cứ vẫn cứ hữu vi hữu ngã mãi thì làm sao mà giác ngộ được. Bây giờ ai hỏi tiếp? Sa thú lành thầy. Xin mời một thiền sinh tiếp theo. Dạ bạch sư ông, con xin trình pháp buổi chiều ngày hôm nay. Thì giờ thiền ngày hôm nay con cũng thấy mình cũng trải qua các trạng thái mà đoạn đầu sư ông giảng. Thì khoảng 20 phút đầu tiên thì các vọng tưởng trong đầu của con nổi lên liên tục. Nhưng mà con cũng, bởi vì chiều hôm trước thì sư ông có giảng là nếu như mà mình mong muốn nó ngừng lại, hoặc là mình nghĩ cách để ngắt cái dòng đấy thì nó lại liên quan, thì tức là mình đã là ái dục rồi, đã là vô minh rồi. Thế là con cứ kệ thôi, cái nào mà tâm con nhận biết được ngay từ đầu thì nó sẽ dừng lại luôn, sẽ diệt luôn. Còn cũng sẽ có những cái mà tâm con bị kéo theo sau đấy, sau một hồi thì con mới nhận ra là mình đã được kéo theo. Thì một lúc sau, tâm con muốn giải tâm từ đến các đối tượng hiện lên ở trong cái tưởng tượng của con. Chắc là cũng do tối hôm qua con được sư tâm đăng giảng về giải tâm từ, thế là con cũng giải tâm từ luôn. Thì bất kỳ đối tượng nào hiện lên con cũng giải tâm từ, con cũng giải tâm từ hết. Một lúc sau đấy thì tự dưng tâm con chuyển sang một trạng thái rỗng lặng, không còn đối tượng nào hiện lên cả. Và con thấy cứ thấy rỗng lặng như vậy. Lúc đấy thì kẻng chuông để thoát thiền, để đi thiền hành, nhưng mà con cũng kệ thôi, bởi vì lúc đấy con cũng chưa muốn thoát thiền, thế con cứ ở trạng thái rỗng lặng như vậy. Và con thấy ở bên trong con lúc đấy thì các vấn đề về thân bắt đầu nổi lên, đau chân, tê, con cũng cứ kệ, con cũng cứ quan sát như vậy, vẫn thấy là tâm mình rỗng lặng nhưng mà cũng chưa thấy, không thấy cái gì khởi lên cả. Khoảng 15 đến 20 phút sau thì con bắt đầu thoát thiền và con ghi lại những cái trạng thái của con để con trình pháp với sư ông. Thì sư ông cho con hỏi là các trạng thái của con, cái sự thực hành của con đã đúng hay chưa? Bởi vì con vẫn thấy trong sự thực hành của con có sự vận hành của việc giải tâm từ chú, các ảo tưởng nó vẫn tiếp tục diễn ra ở trong giai đoạn đầu ấy ạ.
Tức là như thế này, bây giờ cái gì xảy ra thì cũng được hết đó. Cái gì xảy ra là tại nó đang xảy ra mà, tại nó là như vậy, cho nên mình chỉ thấy như vậy thôi. Khi lúc đầu tâm nó lăng xăng suy nghĩ chuyện này chuyện kia gì đó thì mình cũng thấy. Mà cái nào thấy mà nó thấy một cái nó hết, nó có những cái thấy thì hết, có những cái thấy không hết, mà nó cũng đều có lý do của nó hết á. Tại sao hết, tại sao không hết là nó có lý do hết á. Mà cái đó mỗi người sẽ tự thấy, mỗi người sẽ phải tự thấy. Cho nên á, bây giờ rồi khi tâm rộng lặng thì con cũng thấy rộng lặng thôi, chứ đừng có bám víu vào rộng lặng đó. Thí dụ như khi con tới giờ để mà đi kinh hành, nhưng mà là con lại thấy rộng lặng, con lại thích rộng lặng đó, muốn giữ lại. Tức là trong đó là chưa phát hiện được là mình đang thích cái rộng lặng đó. Nó cứ tùy duyên thường pháp thôi, cho nó không cần phải vì mình rộng lặng hay là vì mình an lạc gì đó là mình phải giữ lại gì cả. Bởi vì á, nếu như mình mà thấy có một cái trạng thái nào đó tốt đẹp mà mình giữ lại á, thì càng giữ lại cái trạng thái đó chừng nào á, thì sau này mình lại càng khó đối diện với cái nghịch lại. Đó. Sau này khi mà cái tâm có một lý do nào đó, nó có một cái duyên nào đó nó đến, tại vì nhiều khi cái duyên nó chưa đến thôi, có cái duyên nào đến nó là sẽ làm tâm mình rất là xáo trộn, thì lúc đó mình sẽ rất là khổ. Còn nếu mà mình cứ bình thản, khi mà tâm rộng lặng thì tâm vẫn bình thản, rồi đến khi tâm mà nổi xôn xao thì mình cũng vẫn cứ bình thản mà thấy, chỉ thấy thôi, thấy để mình đọc, giống như thầy nói đó, mình đang đọc cuốn sách mà, mình là cuốn sách mà tác giả là chính mình, chứ không phải ai cả. Thì bây giờ mình là cái người đang đọc cuốn sách mình đã viết và đang viết tiếp. Đó. Thầy mô tả như vậy có hình dung được không? Tức là mình là một cái người đang đọc cái cuốn sách mà mình đã viết hay là đang viết. Thì và mình còn viết tiếp. Nhưng mà bây giờ cái tương lai mình cần biết. Mà cái mà rõ biết cái hiện tại, cái đã viết và đang viết á, mình rõ biết là được. Cho nên là bây giờ bất kỳ cái trạng thái gì nó diễn ra đều mình chỉ thấy thôi. Bởi vì ở đây á, nó có một cái tế nhị là thế này. Đa phần á, là vẫn cứ là ngồi thiền sao để định này, ngồi thiền sao để an lạc này, ngồi thiền sao để mà gì đó. Tức là luôn luôn mình cứ tìm một cái trạng thái lý tưởng để mình đạt được. Nhưng mà mình chỉ thấy tất cả các pháp đến đi cho mình không đạt được cái gì cả. Để làm gì ấy? Bởi vì để cho cái thấy đó, khi nào mà cái thấy đó nó dạng gì tự nhiên vô tâm á, thì cái thấy đó mới là cái thấy vô vi vô ngã. Đó. Cho nên á, thực ra là ví dụ mình nói là đại tâm từ thì chỉ là pháp đối trị thôi, tạm thời thôi. Ví dụ giống như mình đau nhức thì mình uống thuốc giảm đau chẳng hạn, kiểu đó thôi. Thì cái đó nó chưa phải là thật. Còn khi mà mình cái tâm từ đó con có thể rèn luyện được. Nhưng mà cái tâm từ đó nó là hữu hạn, nó không phải là tâm từ vô hạn. Còn khi tâm con rộng lặng trong sáng, không có sân với ai hết, không có sân với bất kỳ cái gì hết, thì lúc đó là đang tâm từ vô hạn. Mà cái tâm từ vô hạn đó là nó có sẵn. Còn cái tâm từ mà mình rèn luyện được á, mà nếu mà giả sử như mình có tâm từ á, thì mình sẽ, cái bản ngã tâm từ nó sẽ cho rằng là mình có tâm từ, còn thấy người nào cũng có tâm từ là mình ghét lắm. Tại nên lúc đó hết tâm từ. Phải không? Tức là khi mình có tâm từ rồi mình thấy người nào không có tâm từ là mình bực lắm. Và lúc đó hết tâm từ luôn. Đó. Cho nên cái tâm từ đó là tâm từ mình rèn luyện được, thì cái đó tất cả những pháp đối trì đó thì luôn là chỉ ứng rồi thôi thì được. Thí dụ như bây giờ có người nào đó họ đang nhục mạ mình gì đó, nhưng mà mình đang có thể là đang nội sân, cho nên bây giờ mình mới là đối trì với cái sân đó bằng cách là mình rải tâm từ.
đối trị chừng đó thôi, chứ không cần phải ngồi rèn luyện đại tâm tư. Không cần ngồi rèn luyện, chính cái tâm mà mình, cái tâm mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác và nó luôn rộng lặng trong sáng đó đó, thì trong đó nó đã bao gồm tâm từ bi hỷ xả gì trong đó hết rồi. Trí tuệ từ bi hỷ xả gì nó có đầy đủ trong đó hết rồi. Cho nên mình không cần phải đi rèn luyện. Nhưng mà nó ứng thì được. Ví dụ như mình đói thì mình ăn, chứ không phải là cứ ăn hoài. Có nhiều người thì cứ niệm tâm từ hoài, lúc lấy cái đề mục tâm từ để coi như tu cả đời, thì như vậy là họ sai á. Bởi vì như vậy thì nhiều lắm là lên cõi trời sắc giới rồi gì đó thôi, chứ không giác ngộ được. Nhưng mà mình tự mình nó khi có cái chuyện gì đó mà mình ứng ra rồi thôi thì được. Ví dụ bây giờ mình cái tay mình bị nhức thì mình xoa bóp bỏ dầu vô thoa bóp một lát để nó hết nhức thì được. Nhưng mà không phải vì vậy mà ngày nào cũng xoa dầu vô. Đó. Thành ra đừng có bao giờ mà tu luyện một cái gì cả, mà chỉ là mình biết để khi nào đó mình tạm ứng ra để mà đối trị tạm thời thôi. Nhưng mà cái đối trị cao nhất á, chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là chỉ rõ biết nó như nó đang là thôi. Thì là cách cao nhất, không đối trị mà lại thành đối trị. Không đối trị nhưng mà nó lại là đối trị cao nhất. Đó. Thí dụ mình đang sân, mình không cố hết sân. Mình có thể niệm tâm từ rồi này kia để tạm thời hết sân đó thì được. Nhưng mà nó chỉ là dồn nén thôi. Còn bây giờ nếu mà con cảm nhận cái sân đó một cách rõ ràng thì thấy nó đang diễn biến như thế nào thì tự nhiên con là vừa là trí tuệ thấy rõ được cái diễn biến của nó, mà vừa là giúp nó là hết nhanh nhất, giúp nó diệt nhanh nhất, mà nói tự diệt chứ không phải mình diệt, mình chỉ nhìn thôi thì nó tự diệt chứ không phải là mình diệt đó. Bởi vì nó có khi nó không có, nó không thực có. Thí dụ bây giờ sợi dây mà mình tưởng là con rắn thì cái tượng con rắn đó nó không thực có. Thật ra cái sân mà khởi lên cũng không thực có. Đó. Nó là từ cái ảo tượng của bạn ngã mà nó dừng lên thôi. Cho nó cũng không thực có. Cũng như cái sợi dây mà mình tưởng con rắn là con rắn đó không thực có. Cho nên nếu mà mình thấy rõ sợi dây rồi một cái thì tự nhiên con rắn biến mất. Vì nó không có thực. Đó. Cho nên nếu mà cái sân á, nó cũng là một cái mà do ảo tượng tạo ra. Cho nên khi mà mình nhìn, mình tròn vẹn nhìn vào cái sân đó thì tự nhiên nó sẽ mất, biến mất. Đó. Còn nếu là nó còn thì nó còn là đúng chứ không phải là sai. Bởi vì cái đó nhiều khi nó lại cần. Tại vì mình chưa có rõ cái mặt đó, mình chưa có thông suốt cái mặt đó, cho nên nó phải lặp lại để cho mình phải tiếp tục thấy nữa. Cho đến khi nào mình thông suốt rồi thì cái đó nó mới hết. Đó. Cho nên cái tồn tại cũng đừng có vội mà dẹp nó đi, mà mình vẫn chỉ thấy thôi. Đó. Dạ con cảm ơn sư ông ạ. Sa thú lành thầy. Xin mời một thiền sinh tiếp theo. Hai người luôn. Ở bên này nữa. Nhận bên này. Con thưa sư ông, con xin trình pháp và xin hỏi sư ông xem con đang làm như vậy là có sai chỗ nào không. Con có ba câu chuyện để trình bày về trình pháp. Là câu chuyện thứ nhất là vào trưa hôm qua lúc ăn trưa thì trong lúc đang ăn thì con cũng thực tập theo đúng như sư Minh Giác hướng dẫn là ăn như vậy. Nhưng trong lúc đang ăn thì tự nhiên có một giọng nói ở cuối dãy, bạn nữ nói rất là nhỏ, thế là con mới quay lên con nghe. Thì bạn ấy nói là bạn ấy là thiện nguyện viên, làm trong 5 ngày từ mùng 3 đến mùng 8 và chiều nay thì hết, bạn đi về. Và bạn ấy thêm một câu, lúc ấy tự nhiên con không hiểu sao, tự nhiên lúc ấy nó có một cái gì đó rất bị bất thường mà con cảm nhận được. Bạn ấy nói thêm một câu nữa là nếu trong 5 ngày mà con lau dọn ấy, thì có gì mà không tốt thì mong các sư bỏ qua.
thì con nhìn kỹ bạn ấy thì đúng là cái bạn mà con đã gặp hai lần bạn ấy lau dọn. Thì không hiểu sao lúc đấy thì tự nhiên là con xúc động quá và con bị khóc. Bình thường thì con là một người vui vẻ và thường con không bao giờ thể hiện những cái yếu đuối của mình trước một người khác. Hôm qua nếu mà không phải trong lúc ăn với các bạn đồng tu thì chắc là con khóc rất to. Nhưng vì là không như vậy được nên là con không ăn được và con bị ăn chậm quá. Thì đấy là câu chuyện một. Và như thói quen thì con về nhà thì con cũng viết lại, lúc buổi trưa con viết lại và con cũng có một vài kế hoạch. Thì đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là sáng nay lúc đi kinh hành với sư ông ấy thì đi vòng quanh bảo tháp, thì đến vòng thứ hai á thì đến trước bảo tháp thì có một bạn cũng là thiện nguyện viên, bạn đang lau chùi. Nhưng thấy sư ông thì bạn ấy, con thì may mắn được đi sau ba người nữa, đúng không ạ? Thì con nhìn thấy mặt bạn ấy và bạn ấy cúi rạp xuống. Con cho rằng đấy là một hành động không có sự chuẩn bị gì cả, rất là tự nhiên. Và con cũng bị xúc động lần thứ hai. Cái từ thứ ba ấy là câu chuyện nó hơi buồn cười một tí, nhưng con cũng xin mạnh dạn nói là trước không hiểu sao xong khóa tu này thì con vào đây con nghe mọi người nói kênh thấy ai cũng đúng, nên con bị thay đổi hành động rất nhanh. Sáng nay thì con đi dép thì xong rồi đến có một sư nói là đi kinh hành thì không nên đi dép, thế là con mới cất cái dép vào một chỗ, con đi đân chân đất. Đến lúc về thì con định quay lại lấy dép thì có một bạn nói là phải đi tiếp vì đang quay phim. Thế là con đi tiếp thì con định là thôi mình không quay lại lấy nữa, buổi trưa mình đi ăn mình quẽ ra mình lấy. Nhưng mà tự nhiên lúc con có ý nghĩa đấy một cái thì có sư quản lý là mang dép đến cho con luôn. Ôi, lúc ấy con xúc động quá và con cúi rạp xuống một cách rất là tự nhiên thôi, chứ con cũng không có và đấy là ba cái sự kiện và có lẽ là ít khi trong đời con gặp mà chỉ gặp trong trưa qua đến trưa nay. Thì con xin trình pháp sư ông là không biết những diễn biến như vậy trong con thì nó có gì sai không ạ, để con về con tiếp tục luyện tập ạ. Đúng rồi, hay đó, câu hỏi hay đó, nó rất thực. Con cảm ơn sư. Thật ra cái xúc động đó là tốt. Đó là cái xúc động, cái cảm kích. Nó không phải là có người nói rằng là mình khóc là mình xúc động là tâm sân, không phải. Không phải tâm sân. Mà đó là một cái sự xúc động. Xúc động đó nó chạm tới cái, giống như nó chạm tới cái lương tâm, nó chạm tới một cái lòng từ gì đó của mình đó, ở bên trong á. Cho nên nó sinh ra cái xúc động đó. Cái xúc động đó là tốt chứ không phải là xấu. Giống như khi thầy đi qua bên bốn cạnh đồng tâm á, thì thực ra là bởi vì bây giờ lần đầu đi thì tương đối là ít, bây giờ càng ngày đi thì càng đông đảo, quá đông đảo đi, cho nên nói chung là khi mình tới những cái chỗ mà nó quá đông đảo đi á, làm cho mình cũng không có xúc động nổi. Xúc động nổi mà không xúc động nổi là dở đó, chứ không phải hay đó. Nhưng mà đến khi tới nơi chùa Kỳ Viên á, thì mới quỳ lại, mấy sư mới quỳ lại đảnh lễ cái Bồ Đề. Thì có một vị mới là kể lại, nói rằng là cái Bồ Đề đó là lấy từ cái cây Bồ Đề gốc. Mà cái Bồ Đề gốc thì sau này nó lại là không phải là cái Bồ Đề gốc nữa. Mà hồi xưa đó thì lấy từ cái cây Bồ Đề gốc, bởi vì á, có người họ đến chùa Kỳ Viên để mà yết kiến Đức Phật, lễ bái đảnh lễ Đức Phật á, thì lại là không gặp Đức Phật thì họ rất là buồn. Thì Đức Phật mới nói ngài A Nan là đi lấy cây Bồ Đề bên cái đó, chiếc cái cây Bồ Đề gì đó bên đó đem về trồng ở bên này, thành ra cái cây Bồ Đề này á, cây Bồ Đề mà ở chùa Kỳ Viên á, lại là bây giờ là cây Bồ Đề chính. Cũng như cái cây Bồ Đề ở bên Tích Lan á, lại là cây Bồ Đề chính. Còn cái cây Bồ Đề mà hiện nay ở tại Bồ Đề Đạo Tràng á, thì lại là cây Bồ Đề lấy lại lần từ bên Tích Lan trở về lại. Vì cây đó bị phá rồi. Thì á,
nói là khi ai đến nơi đó không có Đức Phật thì đảnh lễ cái cây Bồ đề cũng như là đảnh lễ Như Lai. Như Phật nói vậy, cũng như là gặp Như Lai. Thì tự nhiên thầy khóc khóc nức nở luôn á. Nhưng mà cái khóc đó tức cười, thầy lúc đó là thầy đang bị cái thần kinh tỏa. Bị cái thần kinh tỏa mà tại vì hẹn đi rồi thầy nó phải đi thôi, hẹn đi đi chiêm bái bốn cạnh đồng tâm thầy nó đi thôi, chứ còn đi thì cái chân nó đau lắm, đi đau đau cái chân bên tay trái. Nhưng mà qua cái xúc động đó đó, qua cái xúc động đó đó, tự nhiên hết đau đau cái chân luôn. Tức là nó cái xúc động này nó chạm tới một cái gì đó mà rất là màu nhiệm đó, bất khả tư nghị. Cho nên cái này là tốt. Nhiều khi mình sống chai lì, trở thành nói như ngoài đời nó trở thành vô cảm, tức là chai lì. Bây giờ sống ở đâu thấy cũng vậy thôi, rồi nó cũng thấy cái gì có gì hết trơn. Nhưng bây giờ trước một cái cự trị, một cái người, người ta đã đến, người ta hy sinh, người ta phục vụ, mà lại người ta lại còn xin lỗi mình nữa, thì xúc động là đúng, nó chạm tới cái lương tâm, nó tàng tới một cái gì mà sâu thẳm ở trong tâm hồn mình đó. Thì cái đó là tốt, cái đó gọi là cảm kích hay là cảm động hay là đồng tâm gì đó, chứ không phải là một cái cảm xúc thế tục, mà cảm xúc đó là cảm xúc tốt. Cả ba cảm xúc đó đều là cảm xúc tốt, mà mình thấy rằng là ít khi ngoài đời mình có thể có những cảm xúc đó. Mà có một lúc nào đó mà mình cảm xúc mà rơi nước mắt, giống như hồi mà sinh nhật thầy đó, có sư huynh thầy về đó. Sư huynh thầy là cái người mà dắt dẫn thầy từ khi còn nhỏ, hai anh em cùng đi học với nhau rồi dắt dẫn thầy, cho đến khi đi tu cũng là dắt dẫn thầy. Rồi đến khi thầy ở đây, khi gặp nàng khó khăn rồi này kia là toàn là bạo bọc của sư huynh thầy hết đó. Cho nên khi mà thầy đến mà đánh lễ sư huynh, nó tự nhiên khóc nức nở. Khóc nức nở. Mà cái đó không phải là tâm sân. Nó định nghĩa là khóc là tâm sân là sai rồi. Không phải tâm sân. Mà đó là một sự cảm kích, một cái sự cảm động. Mà cảm động đó tức là nó chạm vào một cái gì đó tốt đẹp ở trong tâm hồn mình, chứ không phải là xấu. Rồi còn ai nữa? Con cảm ơn sư. Sa thú lành thầy. Mời một thí sinh bên. Dạ kính bày thầy ạ. Con rất là tri ân vì là con là thiền sinh cuối cùng được thông báo chỉ vài ngày trước khóa tu diễn ra ở chùa Bổ Long ạ. Và vừa rồi con có tham dự hai khóa xuất gia gieo duyên ạ. Con thì có chí nguyện muốn xuất gia. Thì khoảng 3 năm trước, có khi mà cuộc sống của con nó có những cái bài học ấy, vào tận cùng của những cái khổ đau, và con mất hết tất cả mọi thứ, thì đấy chính là lúc mà pháp vận hành. Thì con quay trở về với tự chăm sóc chính mình, và nhờ đấy con biết đạo Phật và con được chữa lành. Và giống như cuộc sống bây giờ thì con lại có tất cả mọi thứ. Và khi mà ngồi thiền thì con cứ niệm đến ơn Đức Phật, là hai hàng nước mắt của con rưng rưng rất là xúc động. Và trong cuộc sống hàng ngày của con đều dành thời gian và làm mọi điều mà con có thể dành cho Tam Bảo. Và con nghĩ là chỉ có con đường xuất gia là mới có thể đền đáp công ơn của cha mẹ và ơn của Tam Bảo và những gì con nhận là giao cuộc đời. Tuy nhiên thì con vẫn quan sát tâm mình. Thì khi mà con đi chùa, đi gặp các bậc tôn túc thì con rất là tinh tấn. Nhưng sau đó về nhà có những lúc con quên đi, con sống theo rất phóng dật ở đời. Và sau đó con lại tự nhắc mình, và cái điều đấy nó cứ rằng co đấu xé ở trong tâm con. Đến khi những ngày qua thì khi con đến đây thì con lắng nghe và tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên, thì con cảm thấy là tức là mình đang có một cái tưởng sai về việc tu là phải như thế này như thế kia, mình phải thế này thế kia, và mình ép xác mình là phải như thế. Và chính vì cái sự đè nén đấy nó xảy ra mâu thuẫn. Nhưng
con vẫn cứ có cái sự khúc mắc ở trong lòng là liệu mình có nên đi tu hay là tại gia, và dù tu hay là tại gia thì theo như thầy giảng và theo như con vẫn đang thực hành hàng ngày thì là mình vẫn quan sát ở trên thân thọ tâm pháp và những cái việc mình làm thì nó vẫn có những cái băn khoăn đấy, và con cũng đang chiêm nghiệm và đang quan sát mình thêm, thì mong thầy chia sẻ cho con về kinh nghiệm xuất gia tu học của thầy và dẫn dắt con thêm ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Thầy thường hay giải thích chuyện này như thế này. Cái việc mà xuất gia đó thì nó có một cái nói theo kiểu là nó có cái nhân duyên, nó người ta hay nói là có đủ cái nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên đó là nó có thể thể hiện trong cái số tử vi. Số tử vi nó thể hiện trong cái thần số học gì đó. Lạ lắm. Mà vừa rồi đây, mới vừa rồi đây này, thầy mở trên YouTube ra một cái đường chỉ tay. Tại vì nó thấy là đường chỉ tay của cái người tu hành, nó đưa ra năm cái mà cái người tu hành đó là có cái chỉ tay đó. Thì thầy coi lại cái chỉ tay thầy là thầy có đủ năm cái đó luôn. Tức là như vậy thì chứng tỏ rằng là ngay trên thân của mình đó, nó cũng biểu hiện là mình có xuất gia hay không xuất gia. Trong số tử vi đó, nó cũng biểu hiện là mình xuất gia hay không xuất gia. Và trong cái thần số học cũng vậy. Nói chung là những cái mà thầy nghiên cứu đó, thì thầy thấy là điều đó là đúng. Không phải thầy mê tín đâu. Bởi vì thầy hiểu rất rõ. Khi mình nghiên cứu dịch lý, rồi nghiên cứu những cái đó, thầy hiểu rất rõ. Tức là cái mà đúng, cái nào là cái phần mà là kéo bằng một cái phần thụ động và một phần chủ động. Cái phần thụ động là cái tính cách của một người mà xuất gia là đúng. Cho nên thầy không bao giờ thầy cứ kêu gặp ai thầy nói xuất gia đi, không bao giờ thầy nói vậy. Thậm chí có người xin xuất gia thầy còn nói bằng ra nữa. Bằng ra cho đến khi nào mà bằng ra hết cỡ rồi mà họ vẫn muốn xuất gia, tức là ông này được. Ông này được. Đã nói hết tất cả những cái chuyện xuất gia là nó thế nào, nói hết trơn ấy cho. Mà ông vẫn cứ xuất gia là tức là ông này có chí xuất gia thật sự. Cho nên á, chẳng phải là ai cũng xuất gia được. Mà không phải có người á thì hợp với tài gia, bởi vì mình đang sinh ra để học những bài học này. Mình sinh ra đang học những bài học trong chính sinh mệnh của mình, sinh nghiệp của mình. Đó. Cho nên á, con có thể là có ý nghĩa xuất gia, nhưng mà cứ để đó. Rồi nếu mà đúng nhân duyên mà nó hợp á, thì cứ để pháp vận hành. Mà nếu đúng nhân duyên á, thì pháp sẽ vận hành, sẽ đưa con đến xuất gia. Đó. Chứ còn á, còn đôi lúc mình muốn xuất gia mà theo ý mình á, có khi là sai là bởi vì nhiều khi mình nghĩ sai. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là vô chùa là chỗ đó là nó sẽ yên lành, là tịnh độ gì đó. Nhưng mà thầy nói vô chùa cũng rắc rối hơn ngoài đời nhiều. Bây giờ tu gieo duyên là tốt nhất, là bởi vì sao, có 7 ngày thôi cho nên thấy toàn tốt không à. Có khi thêm một ngày nữa là thấy không được á. Vì vậy cho nên ấy, con có ý đó là tốt, nhưng mà khoan, cứ để đó. Để đó là nó, nếu mà đúng thì pháp sẽ vận hành, con sẽ xuất gia. Còn nếu không thì thôi. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là mình đang là thế nào thì mình học bài học đó. Đó. Vì bài học vẫn là bài học giác ngộ pháp đang là. Đó. Cho nên không cần cái chuyện đó. Với có một điều này là một khó nói, điều này rất khó nói. Bởi vì nói ra có thể người ta nghĩ hiểu lầm. Nhưng mà thí dụ như con nói là
Vì mình sống trong đời sống rồi, nhiều khi cứ thất niệm hoài, lâu lâu nó mới chánh niệm được một lần. Nhưng mà con nhớ như thế này ha, có thể mình thất niệm 100 lần, nhưng mà mình chánh niệm có một lần thôi là giác ngộ rồi. Cái này là một bí mật. Cái này là một bí mật. Một bí mật chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Cho nên tôi nói là gì đó, tu nhất kiếp và ngộ nhất thời đó. Bởi vì á, nhiều khi tu hoài mà không ngộ gì cả, bởi vì mình cứ lập trình theo ý mình, làm sao mà thấy được. Nhưng mà bỗng nhiên ở trong những cái rắc rối của cuộc đời, những đau khổ, những phiền não, bỗng nhiên có một lúc nào đó tự nhiên thấy ra đó. Hoặc là nghe một lời kinh, nghe một cái lời dạ, bỗng nhiên thấy ra. Cũng giống như ông Angulimala, ông giết người, nhưng mà bỗng nhiên nghe Đức Phật nói cái là ông thấy ra. Mà không phải là tự nhiên ông thấy ra đâu á, mà tại vì cái trải nghiệm của cái giết người của ông đã thấy ra. Thấy ra được cái ảo tượng của mình nó ghê gớm như thế nào. Khi đó ông mới buông, Đức Phật nói cái là ông mới buông xuống được, ông mới dừng lại được. Đó. Giống như ông Yasa đó, ăn chơi, nhưng mà bỗng nhiên là một lúc nào đó thấy tất cả đều vô nghĩa, thấy tất cả cái ăn chơi đó vô nghĩa, thì lại là cái giác ngộ. Còn có khi một người cứ ở trong chùa hiền lành hoài đó, nhưng mà chưa chắc đã giác ngộ. Đó. Cho nên đó, cũng đừng có sợ cái lúc mà mình thất niệm. Nhưng mà chánh niệm được chút nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là mình thất niệm là coi như mình thua hết rồi. Không phải đâu. Chứ ông Yasa, ông ăn chơi vậy, ông thất niệm quá trời đó. Nhưng mà bỗng nhiên có một lúc nào đó ông lại thấy ra. Đó. Thì cái lúc mà ông đã bắt đầu thấy ra rồi á, thì Đức Phật Ngài chỉ nói một câu thôi là ông thấy ra liền. Tức là đủ yếu tố để thấy ra đó. Tức gọi là đủ nhân duyên á. Đủ yếu tố để thấy ra. Thì Đức Phật nói một cái là Đức Phật là thấy ra liền. Đó. Bởi vì nhiều khi mình trong cuộc sống mình chưa có trải nghiệm hết để mà thấy ra những cái ngóc ngách của cái của những vấn đề. Tức là mình chưa đủ để thấy cái sự tai hại của những vấn đề trong đời sống, cho nên mình chưa buông ra được. Thật sự một cái người mà xuất gia thật sự đó là khi thực là họ buông, họ đã bắt đầu thấy là tất cả những cái nó vô nghĩa và họ buông. Thì lúc đó đó gặp Phật ấy, thì Đức Phật Ngài nói cái là có thể ngộ ngay cũng chừng đó. Vì vậy cho nên đó là mình cứ tính niệm tỉnh giác, tức là mình trở về tròn vẹn tỉnh thức được lúc nào thì hay lúc đó. Chứ đừng có quá cố gắng đó, thì nó kia là sai. Bởi vì mình có khi mình đang cần trải nghiệm trong những cái nỗi khổ, những cái thăng trầm được mất hơn thua đó, cái đã đủ chín mùi cái đã, thì khi đó mình mới ngộ, mới giác ngộ đó. Còn nhiều khi mình là cứ sợ địa ngục hay là sợ cái này sợ cái kia gì đó, rồi mình lo mà tu để mà tránh. Nhưng tránh như vậy thì mình lại không học được cái bài học thực sự để thấy ra cái vô thường khổ vô ngã là thế nào đó. À, tôi cũng cảm thấy ạ. Sa thú, lành thầy.